thằng chủ shop có chuyên môn, nó còn nó giải thích cho người ta, nó hùng biện, nó thuyết phục. Đào kia nhìn nó sang hẳn đi. Chứ bây giờ anh chán lắm cái cảnh mấy thằng khỉ kia nó bán cái hũ súp tới tay khách hàng, nó quăng vô mặt khách hàng cái bóp cái bóp. Mày uống đi con, uống vô tăng cân, khách hàng biết cái khỉ gì đâu. Khách hàng nhắn tin: anh Duy Nguyễn ơi, em họ hâm mộ anh Duy Nguyễn lắm, em mới mua hũ súp này em biết xài. Mày không biết xài kỳ vậy ba. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng DVD CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Được quá em hen. Chào mừng các em đến với một ngày tập gym buồn bã. Khi mà lệnh cách ly nó vẫn còn. Cái này không phải dùng chữ cách ly ta. Cái này kêu là cái gì mấy em? Kêu là tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Đó. Phòng gym còn mình anh tập thôi. Buồn lắm em, kinh tế đi xuống rồi mấy em. Nhưng mà không gì đó mà chúng ta quên đi nhiệm vụ. Nhiệm vụ là gì? Bảo kê đàn em thân yêu, bảo kê hệ thống mạng lưới đại lý thương hiệu phủ sóng toàn quốc. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Triết lý mới em, slogan nha. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đứng nơi đây, anh kể về một cái câu chuyện cách đây hơn một tháng. Đó. Cơ duyên nào để hợp tác với BBT? Cơ duyên nào để hợp tác với Duy Nguyễn? Không có công thức đâu bạn. Đang ngồi live stream ngon làm thằng cu cái hỏi: anh ơi em fan anh nè, mà bây giờ máu em chưa tới 300 triệu, em có 2 ít là được không anh? Cái năm mày fan tao hả? Được mấy chục triệu đó anh bù. Mấy chục triệu đó anh bù. Đó là câu chuyện của con Lê Viết Quang. Câu chuyện của Cố Đô Súp. Câu chuyện của Cô Đô Súp và cũng là câu chuyện của Cơ Đô Súp. Thấy chưa? Cái thương hiệu đó là anh đặt lắm em. Wow. Anh đặt tên thương hiệu là anh có giữ ý đồ lắm. Cái chữ nè, Cô Đô Súp là gì? Cố Đô Huế. Một biểu tượng của nền phong kiến Việt Nam. Cũng tương đối lẫy lừng. Ở xứ Huế mộng mơ. Huế có cầu gì quên rồi ta? Cái cầu gì quên rồi mấy em? Comment trong event nha. Event này ở đâu ra? Event này của thằng đại lý Huế nó lo nha. Event này của thằng đại lý Huế nó lo mấy em. Event gì? Chắc chắn là có. Event gì mấy em nhắn tin riêng cho thằng đại lý ở Huế nha. Tại vì nó cover cái mảnh đất này. Nó độc quyền ở Huế. Với một cái số vốn chưa tới 300 triệu. Điều này nói lên cái gì? Nhất quan hệ mà nhì mới tới tiền tệ nha mấy em. Tại nó có quan hệ với anh Duy Nguyễn. Nó là fan của anh Duy Nguyễn. Đó. Nó tập gym bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Nó là cái gì đó. Vô trong bài viết của công ty BBT về nó. Bài viết gì? Gì đó, chàng dược sĩ dám từ bỏ ước mơ gì đó không biết nha. Cái chữ Cô Đô, tại sao đặt chữ Cô Đô? Suy nghĩ dữ lắm mày. Mới đầu tính đặt gì biết không? Kinh Súp. Kinh là vua. Nhưng mà giờ kinh súp nó thường quá, nó khó giải nghĩa lắm. Mà cái tật của anh á, anh làm thương hiệu là phải có gì đó nó bay bổng. Nó mang tính chất thơ chút nên anh đặt chữ là Cô Đô. Cô Đô đọc ra là Cố Đô mấy em. Còn dân gym á là Cơ Đô. Cơ Đô khác Cô Đô. Khác Cô Tô. Cô Tô Thành của Phạm Lãi Tây Thi, nhớ chưa? Rồi mai đây hùng binh Phạm Lãi tràn vào Cô Tô sắc gì thích xác Ngô Hoàng chèn cái đó vô luôn, không có nói tao xạo, chèn vô Kiều Quanh Lê Tính nha. Kiều Quanh Lê Tính mà anh tao thích cái chơi chữ là Cô Đô nên tên Cô Đô từ đó mà ra. Vậy thì chọn màu cho Cô Đô, chọn màu gì?
chọn màu gì? Phải là màu tím mộng mơ nha mấy em. Phải là màu tím mộng mơ của xứ Huế. Phải là màu tím của sông Hương Bến Ngự. Wow. Phải là màu tím của Quang Linh. Ủa Quang Linh có liên quan gì tới cái này không ta? Làm em suy nghĩ coi, có không, có không, có không? Quang Linh có liên quan gì không? Chèn vô, trời ơi. Mình làm vlog phải chèn vô, đó. Thôi, bây giờ nói tiếp. Cái biểu tượng logo này mấy anh thấy gì đặc biệt lạ không? Nói chung á là cái khi mà làm logo cho thằng Kodo rồi nè, là anh làm logo dựa trên trường phái cơ bắp. Logo của hệ thống đại lý thương hiệu của anh là nó là gì? Nó là chất xám của anh, nó là thời gian suy nghĩ của anh, nói chung là nó cũng tốn rất là nhiều tâm huyết của anh. Nên không nên mà giờ anh làm logo cho nó mà không làm vlog cho nó uổng công anh quá. Vậy thôi. Đó, em thấy không? Trên logo nó có những màu căn bản sau đây. Thứ nhất, màu tím, không thể bỏ. Nói tới Huế là phải nói tới màu tím. Phải nói tới màu tím mộng mơ, màu tím của xứ Huế. Lúc đầu tính quất nhỏ con gái rồi. Lúc đầu tính quất tên nhỏ con gái mà tướng công như nè, đội cái nón lá đồ vô con gái Huế. Nhưng mà thôi, ngành gym á, mình làm con gái Huế thì nó yếu quá. Nhìn nó bay bổng quá, nhìn nó không có đúng thực tế. Nên là mới chọn là Kodo là những gì đền đài. Wow. Là những gì lăng tẩm, là cung điện hoàng gia. Wow. Vậy cái câu slogan là gì? Súp đẳng cấp hoàng gia. Không nói nhiều, hoàng gia đồ vua chơi. Đồ vua chơi tụi mày cấm ăn. Ý đó là cái gì? Thông điệp là gì? Thằng Kodo nè, nó sẽ phân phối những cái hàng hóa mang đẳng cấp hoàng gia. Phân phối dịch vụ phải đẳng cấp hoàng gia luôn đó. Dịch vụ cung đình. Cung đình anh cố cái rắn, anh gói cái hồn Huế nó vào cái logo, anh gói cái hồn Huế nó vào cái slogan đẳng cấp hoàng gia. Đó, thấy không? Cái nóc nhà, cái nóc nhà, nhìn cái logo đi, thấy cái nóc không? Cái đó là cái nóc thành đó bà. Cái nóc thành đó, đúng không? Cái nóc thành hay là cái gì? Là biểu tượng của ngày xưa, biểu tượng của ngày xưa mà nó gói trọn trong ngày hôm nay. Nhắc tới Huế ngày xưa là gì? Một vùng đất u buồn, một vùng đất buồn bã, nền kinh tế chả gì hot hết. Kinh tế Huế có gì đâu hot? Không có gì hot hết. Kinh tế Huế chỉ là du lịch thôi. Mà du lịch là du lịch gì? Đền đài lăng tẩm vua Minh Mạng. Trời ơi trời, triều Nguyễn ngày xưa, trời ơi trời, nó buồn muốn chết. Anh đi Huế anh biết vậy thôi. Anh không bao giờ mà anh đi đền đài đâu, chán lắm. Anh tuổi trẻ, anh phải sôi nổi, anh phải đi tới những nơi mà nó hiện đại, nó modern. Nó còn kia Huế buồn lắm. Vậy thì cái Huế buồn mà thằng này dám bán súp. Chỗ này hơi căng mấy em, đúng không? Vậy là anh thích thằng này có tật đó đó. Anh thích cái thằng chủ shop ở cái chỗ là nó thuộc dạng nó là thế hệ trẻ. Nó đại diện cho những cái khát khao, những cái hoài bão, những cái tham vọng đổi đời, những cái chinh phục ước mơ, đúng không? Bây giờ Huế, trời ơi, nhắc tới Huế, Huế mộng mơ, Huế này Huế gì, Huế buồn, Huế thương, Huế này Huế kia. Nhưng mà cái em là Lê Dứt Quang này nè, em là tập gym lâu rồi, đúng không? Em dám kết hợp cái mô hình của cái cổ kính ngày xưa với cái hiện đại ngày nay, với cái trào lưu gymmer, với cái sức khỏe thể hình, sức khỏe đẳng cấp cho tương lai. Cái đó là cái em thích đó. Nên cái logo của thằng Kodo Huế là cái logo mà anh đầu tiên anh làm cho hệ thống đại lý thương hiệu. Nó kết hợp giữa màu tím sự thủy chung. Mốt con này phản bội anh dứt nó liền. Màu tím nó ra ngoài cái việc mà mộng mơ của Huế, nó còn thể hiện cái sự thủy chung, cái sự son sắc, cái sự kiên định với triết lý lập trường và những mối quan hệ mình đã dày công tạo dựng. Khát nước uống ngồi clip các em. Thấy nói chuyện có hồn không? Có hồn ra phát ào clip. Cái bình màu gì? Bình màu tím. Trời đất ơi, anh làm vlog cho thằng Huế anh đầu tư không mấy em? Bình màu gì? Đó, bình màu tím. Màu tím cái nắp màu gì? Nắp màu trắng. Cái logo Huế màu gì? Coi lại. Mà ở thằng Kodo Huế này nè, thằng đại lý Huế nè, độc quyền nha, độc quyền. Bây giờ Huế là anh không nhận nữa mấy em. Không nhận nữa, muốn gì muốn liên hệ này đi. Wow. Tại vì cái gì? Một cái đại lý thương hiệu là một cái sự ủy thác của công ty BBT về một cái vùng đất đó thông qua một người chủ shop đó là Lê Dứt Quang. Thì bây giờ mấy em muốn kinh doanh phân phối những cái mặt hàng hay là những cái dịch vụ gì của công ty BBT
tại Huế thì tụi em phải liên hệ Lê Viết Quang, đúng không? Tức là Lê Viết Quang sẽ làm việc với em, mà nhưng mà chính sách là BBT kiểm soát, để cho Lê Viết Quang nó có một cái gì đó nó gọi là nó phù hợp với những tiêu chuẩn quy trình của công ty đó. Mà ở em Lê Viết Quang có một cái em rất thích là em đó kết hợp mô hình giữa gym và súp và nhà thuốc. Wow. Đó là cái mô hình mà anh thấy ở những nước ngoài á, nó hay làm nó. Cái mô hình đó là em Huế rồi đi tiên phong đó mấy em. Nó rất là hay, đúng không? Nó mang thực phẩm bổ sung đến tay người tiêu dùng một cách nó phổ quát hơn, nó rộng lớn hơn. Còn bây giờ anh thấy ở Việt Nam có một điều rất là buồn. Điều rất là buồn, mẹ nó mua súp mà tối nhà nó ship không mà ba. Ghiết cái y như nhỏ, bánh canh xưa, hủ tiếu xưa, cơm tấm xưa gì gì đó. Một cái hũ súp người ta bao nhiêu triệu, tô bánh canh bao nhiêu ngàn, đi ship không chán lắm. Bây giờ cái mô hình mà anh thúc đẩy là bây giờ là gì? Một cái shop, một cái showroom đó, một cái showroom, một cái bảng hiệu về thực phẩm bổ sung, nó phải hoành tráng, phải đẹp đẽ nơi địa phương các bạn, để cho người dân bình thường họ đến những cái shop đó, họ trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp, họ tiếp cận những cái hũ súp và đọc cái label thành phần của nutrition lên đó. Thằng chủ shop có chuyên môn, nó giải thích cho người ta, nó hùng biện, nó thuyết phục đó kia, nhìn nó sang hẳn luôn. Chứ bây giờ anh chán lắm cái cảnh mấy thằng khỉ kia nó bán cái hũ súp tới tay khách hàng, nó quăng vô mặt khách hàng cái bọc cái bọc. Mày uống đi con, uống vô tăng cân, khách hàng biết cái khỉ gì đâu. Khách hàng nhắn tin, anh Duy Nguyễn ơi, em họ hâm mộ anh Duy Nguyễn lắm, em mới mua hũ súp này em biết xài. Mày không biết xài. Chị kỳ á ba. Ba mua súp, ba mới xài, ba có đi ba mới mua nữa. Thì cái thằng bán đâu? Lôi đầu nó ra, tát một tay đi. Mày bán hũ súp cho tao mà không chỉ tao xài. Bán hàng kiểu gì? Đúng không? Súp là tinh hoa của nhân loại, tinh hoa của thể hình, tinh hoa của thực phẩm. Còn thua bó rau, thua con cá nữa, đúng không? Ít ra cái bà bán cá đó là người ta còn mần con cá sẵn kìa, người ta về người ta chỉ kho chỉ ướp rồi họ các kiểu kìa, ăn không ngon còn mang lại bán vốn. Có hú súp gì kỳ vậy? Đó là mô hình anh rất là chán, anh rất là chán. Bởi vậy mới phát triển hệ thống đại lý thương hiệu, nó khẳng định được cái chất lượng dịch vụ. Nó và em Lê Viết Quang là cái người đại diện tiên phong ở Huế phải làm tốt cái việc này. Ở Việt Nam mình á, dịch vụ nó còn rất là kém, ở Sài Gòn đỡ nha, nhưng mà mấy tỉnh khác thôi bê bết chán lắm, nó không là dịch vụ nữa mấy em. Nó nên đại lý thương hiệu là nó nên gì, nó cải thiện cái dịch vụ và nó nâng tầm cái hũ súp lên. Mà không riêng về súp, nó còn nhiều cái mảng khác, về gym, về quần, về áo, về trang phục này nọ kia, đúng không? Về máy tập đồ này kia, rất là nhiều cái. Bởi vậy trong cái quá trình làm để thương hiệu, nó là gì? Nó là ước mơ, nó là khát vọng, nó là hoài bão, nó cũng là cơ hội. Cơ hội cho tất cả những bạn trẻ. Tập gym để làm gì? Tập gym về đi quay tay à. Tập gym làm gì? Làm BT. Tập gym làm gì? Sao không ai nghĩ tới chuyện kinh doanh hết trơn ta? Kinh doanh gì giờ? Có nhiều cái kinh doanh lắm. Kinh doanh vòng gym thì vốn nó lớn, kinh doanh súp vốn nó nhỏ hơn, dễ ăn hơn, dịch vụ nó nhẹ đầu hơn. Đó là lý do. Thôi mệt quá, mẹ hết mẹo clip rồi. Cái này chắc làm hậu trường quá. Thầy ơi, mệt quá. Xin chào các bạn. Thật sự khi được trở thành một thành viên trong hệ thống phân phối của BBT trên toàn quốc thì đó là một điều cực kỳ vinh dự đối với bản thân mình. Có một điều mà mình rất tự hào, đó là trong suốt hơn 3 năm biết đến và sử dụng những sản phẩm thực phẩm bổ sung thì mình chỉ tin tưởng sử dụng những sản phẩm của BBT mà thôi. Và bây giờ, trên cương vị là một nhà phân phối của BBT tại thành phố Huế thì định hướng tương lai phát triển của Cô Đốc Xúc đó là sẽ mang tất cả những sản phẩm của BBT đến với mọi đối tượng. Bởi vì sao? Bởi vì thực phẩm bổ sung là dinh dưỡng, và dinh dưỡng thì cần cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng những người tập gym. Cho nên cũng rất mong các bạn sẽ ủng hộ và đồng hành cùng với Cô Đốc Xúc cũng như là BBT trong những quãng đường sắp tới. Xin chân thành cảm ơn. Lý Viết Quang này á mấy em, là nó có mặt nó la liếm trong tất cả những diễn đàn anh livestream. Đó.
nó la liếm kinh khủng lắm. Bởi vậy á, khi mà các bạn coi cái livestream của Duy Nguyễn á, xem chừng ra là nó không có lợi ích đúng không? Nhiều khi giải trí giải stress thôi, đam trẩu thôi. Nhưng mà đôi khi á, nó tạo ra một cái sự cơ hội. Nó tạo ra sự gắn kết trong vấn đề làm ăn, vấn đề kinh doanh. Nói cái việc thằng Lê Viết Quang để nó nói chuyện với anh á, anh gật đầu liền à. Anh gật đầu nhanh lắm. Chứ còn mấy anh đại lý sọc dưa tao lóc mười mấy đứa rồi, tao thiệt luôn. Nó vô nó sọc dưa ghét kinh khủng luôn mấy em. Anh ghét lắm, đừng tưởng đại lý tao không lóc nha. Lóc như thường chứ không phải không lóc đâu. Đó, nhưng mà cái em Lê Viết Quang này á, là trong quá trình coi livestream, em đó rất là đàng hoàng. Em đó nói chuyện biết trên biết dưới biết người biết ta. Không có trẩu tre, không có trôn ẩu. Đó, nên anh có ấn tượng tốt. Nên khi mà em nó đề cập cái vấn đề làm ăn với anh cũng hiểu được cái mô hình của em đó. Em đó từng làm nhà thuốc rồi. Anh gật đầu cái bụp và tiền bạc chuyện nhỏ mày. Thật sự quan trọng có làm được hay không. Anh không bao giờ anh giao một cái địa phương cho một tướng quèn hết, anh nói thiệt. Đúng không? Nên cứ em đừng có tưởng là ừ đời này thôi, Duy Nguyễn đang tới đời lý kìa, ba vô ăn đi. Không có dễ đâu ba. Ví dụ như cái địa phương đó phải có người nào đó anh cảm thấy anh tin tưởng, anh có khát vọng, nó có làm được này nào kia, đúng không? Mình tuyển về làm đại lý khu vực của mình để phát triển cái địa phương đó, đúng không? Để nhân danh BBT truyền đạt đến khách hàng. Tại vì các bạn là gì, khách hàng thông qua BBT biết Duy Nguyễn này nọ kia, rồi các bạn mở cái đại lý ra, rồi khách hàng chạy về ủng hộ các bạn này nọ kia, phát triển kinh tế địa phương, phát triển kinh tế địa phương, làm giàu ngân sách nhà nước. Cái đó là cái mục tiêu chính đó, cái mục tiêu chính. Còn mà vô hả hội đại lý mà livestream đủ đam điếc cười chém gió này nọ kia kiểu không được đâu. Thì anh nói cái vấn đề này Kha, anh khẳng định anh không phải anh PR cho thằng đó. Rõ ràng nhau như vậy, anh không phải là PR cho cái chương trình livestream của anh. Mà cái vấn đề của nó là cái gì? Anh nói là thằng chủ shop này nó chơi được. Nó thông qua những cái thời gian mà anh tiếp xúc với nó, đúng không? Anh đứng đây nói nó chơi được. Nó chơi được thì các em mua hàng của nó, các em ok. That's all. Kết thúc. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.